ngày 15 tháng 10, Hải quân Italia đã cứu sống khoảng 300 người tị nạn ở vùng biển giữa đảo Sicily của nước này và Libya trong bối cảnh nhà chức trách bắt đầu triển khai chiến dịch tuần tra quy mô lớn nhằm tránh các vụ chìm tàu thương tâm ở trên biển. Đêm 14 tháng 10, sau khi nhận tín hiệu xin trợ giúp từ hai tàu gặp nguy hiểm, lực lượng Hải quân Italia đã điều một tàu chiến và một tàu tuần tiễn đến hiện trường. Những người có mặt trên hai con tàu chở người di cư đã được đưa lên đảo Lampedusa vào sáng hôm sau. Phần lớn những người di cư này đến từ Syria, Somalia và Eritrea, và trong đó thì có tới hơn 30 trẻ em. Nhằm ngăn chặn dòng người di cư trên các phương tiện tồi tàn cũng như những thảm họa lật tàu trên biển, chính phủ Italia đã bắt đầu triển khai nhiều tàu chiến, máy bay lên thẳng và máy bay không người lái trên các vùng biển giữa nước này với Tunisia và Libya.